tất cả của cải là sinh ra từ những thằng giỏi mà ra. Còn định hướng là sinh ra từ kẻ lãnh đạo có thiên bẩm về quản trị. Mà để khuất phục thằng tài, để cho nó cam kết và công hiến khó lắm. Còn không thì nó có năng lực thì nó thay cam kết với công hiến bằng cái tật. Tất cả có thế thôi. Thứ nhất, người tài mới được hưởng nhé. Mở rộng công việc. Mở rộng công việc từ 1 cho đến 3 năm. Đấy là trung hạn nhé. Cộng với sự thăng tiến của họ. Thăng tiến của họ. Cái điều này nó được thiết kế bởi một cái hoạch định 3 năm. Chắc chắn một điều là anh không ngồi ở vị trí này. Công việc của anh sẽ lớn hơn nhiều so với tài năng của anh. Nhưng trước mắt anh hãy làm quen đã. Tuyệt đối không được hứa kiểu họ hứa. Và đây là kế hoạch riêng của anh, được gọi là quy hoạch trung hạn. Nếu anh làm được điều này thì anh báo cáo cho tôi. Tôi sẽ mở rộng cái phạm vi cho anh. Đầu tiên là mày phụ trách cho anh phần kỹ thuật. Xong dần dần, nếu làm được, bắt đầu anh giao cho chú quản lý phòng kỹ thuật. Nó cứ mở ra. Và tất cả nó nằm trên cái bảng đánh giá của anh sau từng năm. Như vậy thằng này nó có một niềm tin mãnh liệt là khi nó cam kết và nó cống hiến mà nó đạt được điều đó thì mặc định nó được ở vị thế đó. Thì lúc đó nó mới kéo theo cam kết và cống hiến. Đấy. Thế thứ hai của chương trình 3 mục tiêu giữ người tài trong chương trình thúc đẩy đó là khẳng định kỳ vọng của người tài. Kỳ vọng này đôi khi nó phi lý và chúng ta đã điều chỉnh rồi. Chú sẽ đạt kỳ vọng. Còn đây là định hướng của anh. Bây giờ dài hơn thì sao? Thì chúng ta khẳng định được cái kỳ vọng của người tài về sự phát triển cá nhân. Ở kia là công việc xong. Cá nhân chú. Cái gì ạ? Anh sẽ khẳng định bởi một chương trình huấn luyện. Chương trình này thực tập ở nước ngoài với riêng chú 1 năm 1 lần. Toàn bộ phần học tùy chú, nếu thích cơ chế ngoại ngữ thanh toán như sau, cơ chế học lớp thầy Dương thanh toán như sau. Tất cả có hết để đảm bảo là công việc ở trên này mở rộng và thăng tiến, ở bên dưới này nội lực của chú là được quan tâm. Vì kỳ vọng của chú qua tâm sự riêng anh đã hiểu rồi. Ok. Cho nên tí nữa kết luận bài giảng tôi mới nói, hãy nhặt một thằng bình thường đẩy nó lên, vì thằng đó chính là con ruột mình muốn kế thừa công ty. Đẩy nó lên có năng lực. Từ năng lực đẩy tiếp tính cam kết. Từ tính cam kết đẩy não nó cho nó thông minh lên thì đẩy sang cống hiến. Như vậy nếu không có người tài thì đi kiếm một thằng giỏi, xong bắt đầu mới dùng kỹ thuật ưu đãi và thúc đẩy biến nó thành người tài. Còn chính các anh chị toàn làm ngược, nhận được thằng không huấn luyện gì cả, cả năng lực, cả cam kết, cả cống hiến, dấu cộng số bạc. Thế tôi bảo các anh chị muốn dùng thằng tài, hãy cho người ta bóc lột. Đây đây, các cái điểm mày bóc lột này, bằng hợp đồng giấy trắng mực đen không? Cái thứ ba đó là một cái chương trình anh sẽ giúp chú hòa nhập văn hóa. Tôi nói lại, đây là phần khó nhất. Và người ta về mặt tinh thần người ta không hòa nhập được, người ta biến liền, không thể chịu nổi. Mà các bạn thì lại không hình dung ra. Cho nên ở đây là văn hóa nhà vợ, ăn mặc độ hở hang. Thế nào là hở hang? Chào hỏi dỗ chạp. Phải có một chương trình dâu là con. Tức là mình về nhà chồng thì theo văn hóa Việt Nam là con của nhà người ta rồi. Vậy thì phải cho cô vợ cô hội nhập với văn hóa nhà mình chứ. Thì đó người ta gọi là định hướng. Và đây trong ba cái này thì chính sách hội nhập văn hóa là chính sách khó khăn nhất. Trong cái việc mà người nhân viên người ta yên tâm ngoài tiền ra, người ta yên tâm người ta làm trên nền tảng cam kết mà không thấy mệt.
cống hiến mà không thấy tiếc. Đấy, phải làm được cái chuyện thế này này, là văn hóa của người tài được hội nhập với văn hóa của công ty. Các anh chị phải rất kỳ công. Chú khó gì chú lên với anh. Các anh chị ạ, để nó đem lại cái tính tự nguyện. Còn không người ta vẫn làm, bởi vì anh mang lại cho em tính chức vụ, tính kỳ vọng đã quá, nhưng mà nó không hoàn hảo. Em ức chế, không tự nguyện. Các bạn ạ, Bằng cách lập ra các tiêu chuẩn văn hóa. Người ta phải biết văn hóa của ông là cái gì chứ. Đây này, nói đây này. Thứ nhì, cho họ tham gia hội thảo về văn hóa. Họ có thể thảo luận riêng với mình. Văn hóa này chắc em không tiêu hóa được, nhưng em nghĩ không phải em, mà hình như anh vẽ lại cái nét văn hóa đi. Nhưng mà có 4 cái thì có 1 cái em kiến nghị, còn 3 cái em thấy quá đà, em chấp nhận được. Tốt. Thì cái chương trình hội nhập nó nằm ở cái cụ thể đó. Rồi bắt đầu cho người ta thực hành. Chú thực hành cho anh cái. Một là chỉ tiêu thi đua nó thế. Thứ hai nữa là để thuận lợi cho chú và thuận lợi cho anh. Nghe anh đi. Mở ngoặc trò chơi của công ty. Mục tiêu là cho mày hòa văn hóa đấy con à. Chương trình gặp gỡ. Rồi chương trình chào hỏi tặng hoa. Khuyến khích người ta cái này. Thì nó mới hội nhập được. Vợ anh là người tài. Một, khẳng định 3 năm nữa em sẽ là mẹ anh. Đấy là thăng chức, được chưa? 6 năm nữa anh sẽ gọi em bằng bà ngoại. Chấp hành nghiêm túc. Xong đến chương trình 2, em muốn cái gì? Em muốn cái nhà đúng không? Kỳ vọng của em là cái nhà đúng không? Cái nhà phải to, nó phải có xe 4 bánh đúng không? Và bộ salon này phải hoành tráng đúng không? Em, anh mà không làm được, anh vay thằng Tuấn tiền tỷ, nó có tiền tỷ mà. Sau đó là anh bùng, đó là của em tất, tội anh chịu. Chương trình thứ 3, hòa nhập văn hóa. Thực ra nhà anh thế, nhà anh tôi nói thật không giống ai. Cho người ta chửi, cho người ta thảo luận. Vậy thì nhà anh thế và em với anh lấy nhau, nhiệm vụ của anh với em là xây dựng một gia phong mới, một văn hóa mới. Vậy thì văn hóa này em thấy dở, anh cũng thấy dở, dẹp đi, mặc dù của nhà anh nhé. Thì tự xây dựng một văn hóa mới, sau đó mình chấp hành. Chấp hành bằng cách đó là tạo ra những thực hành. Khi thực hành mới thấy cô vợ lòi nguyên cái văn hóa nhà mình ra. Ấy em ơi, văn hóa mình chấp nhận với nhau là thế này, uốn từng tí một, không đơn giản. Nhưng chương trình định hướng như vậy, người ta nhìn thấy tương lai, người ta mới hết lòng với mày. Và điểm cuối cùng, PR là một pháp nhân mà đứng đầu PR là có một chủ tịch hội đồng kiêm tổng giám đốc điều hành luôn, đó là anh Nguyễn Cộng Trọng. Và toàn bộ địa chỉ, số điện thoại hiện, vì tôi nói ra xong các bạn cũng quên, hiện trên cái màn hình của phần giới thiệu này. Rất cảm ơn các bạn chia sẻ với tôi và cùng chúc nhau sức khỏe, cùng chúc nhau thành công, cùng chúc nhau hạnh phúc cho tất cả các mặt hoạt động, trên các mảng hoạt động của chúng ta. Xin chào. Trường Doanh Nhân PR.